Biết tin có bầu á là xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào vậy chị? Chồng em là người Hà Nội và khoảng thời gian yêu nhau là ở xa nhau nên em là ở khi trong mà... này dạ, chồng đúng rồi kia. Em ở Sài Gòn thì em mới nhắn tin cho anh là em vậy đó. Hai vạch chồng em thì rất là vui tại vì quen nhau cũng lâu rồi thì giống như cái này là một cái động lực để mà hai đứa cưới nhau. Rất là vui tại vì chồng em rất là thích con nít, nhưng mà bé thứ ba thì đặc biệt hơn xíu là tại vì thật ra là vợ chồng cũng rất là thích có con, nhưng mà tại vì thời điểm này chưa có chuẩn bị tâm lý là sẽ có nó quá gần nhau như vậy, tại vì bé thứ hai của em mới có 1 tuổi thôi. Có hối hận khi mà vóc dáng mình không được như xưa nữa không? Đúng rồi, lúc trước thì để mặc áo dài nè, dáng phải giữ rất là ấy. Bé thứ nhất thì em vẫn lấy lại được dáng, bé thứ hai bắt đầu to ra. Hiện tại là em hơn số cân cũ 20kg. Wow. À, em ám ảnh chuyện cân nặng lắm. Mà chị cũng không có thời gian để mà đi tập này nọ. Không, chị nghĩ là sau 1 năm nữa chị với Thanh mà gặp lại em là em automatic em xuống cân vì ba bé. Chị đừng bi quan quá. Dạ. Lúc mà chị đang có bầu như vậy thì chồng chị là có bên cạnh chăm sóc chị hay không? Chồng em thì hiện tại vẫn là ở Hà Nội. À, hai vợ chồng đến bây giờ luôn hả? Dạ đúng rồi, yêu nhau và cưới nhau vẫn ở xa nhau. Bé đầu tiên á, do bé là cháu đích tôn nên là em sanh bé ở ngoài Hà Nội, có ông bà nội. Bé thứ hai là em gặp chuyện về sức khỏe nhiều nhất. Bé được 12 tuần trong bụng á chị, là đi làm triple test. Thì cái nguy cơ bị đau á, cái số nó hơi bị cao á, thì rất là lo. Bác sĩ nói là đến khi nào mà siêu âm 4D thì nhìn hình thái của bé thì sẽ xác định rõ hơn. Thì tụi em cũng chờ đến cái lúc đó thì là ok, không bị gì hết, mình rất là yên tâm. Xong rồi đến lúc mà em có bầu được 8 tháng thì em bị sốt xuất huyết. Nên em phải nhập viện, truyền thuốc này kia thì em cũng sợ ảnh hưởng đến bé nữa. Bé thứ hai là em cũng cầu nguyện cho bé. Dạ. Lúc mà ra đời thì em không còn biết trai hay gái, đẹp như là dễ thương gì hết, mà chị hỏi bác sĩ là con có lành lặn khỏe mạnh. Dạ đúng rồi. Dạ may là bé rất là khỏe. Người ta đo cái độ mờ da gái khoảng sau tháng thứ tư trở đi á, thì nó sẽ rõ hơn. Nhưng đúng là mình hoang mang quá. Đúng rồi, cái suốt cái thời gian đó là đêm nào em cũng nghĩ đến chuyện đó, xong rồi mình lo, mình khóc này. Thời gian đó em ở đây hay ở Hà Nội? Thời gian đó em ở trong Sài Gòn. Chị đều sinh thường hết hả chị? Chị đều sinh thường. Sao hay quá vậy ta? Mà con mấy ký em? Bé đầu tiên là 3,5 kg, bé thứ hai là 4,1 kg. Dễ thường vậy thì giống như là có kinh nghiệm rặn đúng không chị? Chị có thể chia sẻ cái bí kíp có thể rặn dễ dở cho em được không? Để em qua lần sau. Đúng rồi, lần sau có thể em thọn cái ra liền theo chị nhỉ? Thật sự là em đọc rất là nhiều cái phương pháp như rặn rồi thở, đau quá cũng quên hết thôi. Lúc mà em sanh thì em sanh trên tầng 13, nên là bác sĩ cho em xem view ở ngoài rất là đẹp này kia. Xong bác sĩ bảo bây giờ nghe nhạc không, nghe bài gì, bác mở cho nghe. Nói chung là làm cho mình thoải mái á, nhưng mà lúc đó đau, đau kinh khủng luôn. Xong rồi bảo là bác ơi thôi bây giờ mổ đi, em không chịu nổi nữa. Bác nói không, đợi đến bây giờ thì phải cố mà đau. Là bé mà 4kg. Dạ, bé đầu tiên á chị. Em không hình dung được là nó quá đau như vậy. Té em lăn xuống đất luôn. Trời ơi, đau lăn lộn đó em. Chị gượng đứng dậy xong rồi chị bị té vào một bên á. Chuẩn bị sanh thì bác sĩ bảo là ok, bắt đầu được rặn. Được rặn rất là thích luôn. Tại vì chỉ mong là rặn cho nhanh thôi. Em rặn thì rặn được 2 hơi, 3 hơi thì vẫn chưa được. Xong rồi bác sĩ mới nói là em rặn nhanh không thôi coi em sẽ ngợp. Em nghe câu đó là em phát ra luôn. Hết sức vừa. Dạ đúng rồi. Ngon rồi, phải rặn hơi dài ra luôn. Thế là mấy bé sau em cũng cứ vậy. Em không có kiểu như là rặn rồi làm mình bị mất sức á. Em chỉ rặn một hơi dài và dài là ra hết. Rất là nhẹ nhõm trong người. Bác sĩ làm gì thì làm, mình cứ mình ngắm con mình á. Thế là em mới đưa điện thoại cho cô y tá để cô chụp hình con. Sau đó là đưa điện thoại cho em gửi hình cho ông bà ngoại, gửi hình cho bạn bè. Khoe là thao tác rất là tỉnh táo. Cho cái group chat của em. Xong em bảo là em gửi hình con cho các bạn của em. Và các bạn em bảo đẻ rồi hả? Khâu chưa? Bác sĩ đang khâu. Đang câu mà vẫn bác sĩ đang câu vẫn nhắn tin vẫn gửi hình y sao ấy. Chị không thấy đau luôn á chị, là đang khâu đau tại vì bác sĩ khâu á là chị cảm nhận được từng mũi luôn. Anh sợ nhiều khi em vô em để em livestream luôn, trời tại để mổ tâm cho đem vô chứ để thường cho đem vô em cũng đem nữa. Thiệt sự
Mà nãy giờ nghe câu chuyện của em, chị với Thanh là đều phục. Tại vì hai bà này để mổ, không có để thương. Đúng rồi. Cho nên không có biết cái cảm giác đau từng mũi khâu đó ha Thanh ha. Nhưng mà em cũng muốn thử một lần, nhưng mà thử lúc đó mình rặn, nhưng mình rặn được mình kêu cho mổ. Rặn được mình kêu cho mổ. Như vậy là em sẽ bị chịu đau hai lần. Ủa vậy hả chị? Bé nào chị đẻ xong chị cũng thề là chị không đẻ nữa. Nhưng mà qua ngày hôm sau rồi con dễ thương quá. Nếu có nữa cũng không sao. Đau chút thôi là có nguyên một đứa con. Hình như phụ nữ nào cũng vậy á em. Cho nên chính vì vậy mình mới tiếp tục đẻ con, nuôi con, sinh con ra. Bé đầu tiên là có chồng ở bên cạnh. Bé thứ hai, bé thứ ba thì em về Sài Gòn là có mẹ em. Nhưng mà mẹ em vẫn phải giữ cái bé lớn. Khi mà có dấu hiệu nhập viện á, em vẫn phải tự đăng ký phòng sinh rồi tự đi khám. Chồng em vẫn ở ngoài Hà Nội và anh ấy đi bay. Em mới nhắn tin là anh ơi em sắp đẻ rồi. Thế là anh ấy chuẩn bị đi bay rồi thì là anh ấy mới gọi điện thoại để cancel cái chuyến đó, rồi đặt vé máy bay bay vào trong Sài Gòn. Và lúc nào anh cũng nhận là từ từ khoan đẻ đợi anh vào, khoan đẻ đợi anh vào. Mà may là em bé cũng đợi. Mà đợi thiệt hả? Thương quá. Sao em thấy có một điều rất là kỳ lạ, có nghĩa là khi mà người chồng nói nhớ là đợi gì mới đẻ là tại sao luôn luôn cái điều đó lại luôn xảy ra như một vậy đó. Kết nối về tinh thần. Nhưng mà chị thấy em kể câu chuyện đó với một thái độ rất là bình thản và trìu mến nữa. Tại vì cũng gặp nhiều bà mẹ bỉm sữa rồi Thanh ha. Trong trạng thái mà chồng không chăm sóc thai kỳ với lại đợi đến lúc đẻ với chị về thì tuổi thân và ức một cái gì đó, nhưng mà em rất thông thả. Cái vấn đề là ăn uống trong khi mang thai á, thì lúc đó là chị có thèm món gì kỳ lạ mà bắt chồng phải tận tâm phục vụ mình không? Có, lúc mà bé mang thai bé thứ nhất là chị ở ngoài Hà Nội. Đồ ăn ở ngoài Hà Nội thì không có những món Sài Gòn, nhưng mà thí dụ như là chị rất là thèm ăn bột chiên. Em thèm món mà Hà Nội không có. Có. Ủa mà nó bụng mai mái mà chị. Canh bún. Không có những món đó, những món đó. Hà Nội không có những là món đó. Bún bò, cơm tấm. Bún bò, cơm tấm thì có. Nhưng mà ở trong Sài Gòn thì mình bước ra ngoài là mình đã có liền. Nhưng mà đó thì không có. Mà cái vị nó không giống. Em thèm điên cuồng luôn. Đêm em vẫn nghĩ đến những món ăn đó. Em cứ bứt rứt trong lòng. Không ăn được luôn là. Xong rồi chồng em mỗi lần mà bay vào Sài Gòn, nhưng mà cũng ít lắm, một tháng hoặc hai tháng mới có một chuyến. Thì bà vào Sài Gòn thì anh ấy sẽ dặn trước mẹ em mua hết những cái đấy. Mẹ em đem ra sân bay, anh sẽ đem về mang cho em. Dạ. Thêm ăn cơm sườn, anh sẽ đặt người ta ship đến sân bay. Xong rồi sân bay sẽ bay máy bay về. Ship đồ ăn bằng máy bay. Cái hộp đồ ăn mà ship từ trong miền Nam ra miền Bắc luôn. Em ơi, cái nghề đặc biệt, tiếp viên hàng không cho nên ăn đồ ăn cũng phải đặc biệt, ship bằng máy bay. Đêm 11, 12 giờ em vẫn đợi chồng về. Thực ra là đợi đồ ăn về. Hên là có người chồng là làm tiếp viên hàng không nha. Chứ ví dụ không có thì sao ta? Không có chắc bắt máy bay đi về Sài Gòn để ăn. Em vẫn suy nghĩ là ủa, em tưởng ở trong miền Nam là bán rất là nhiều món ăn của Hà Nội. Em nghĩ là ngược lại qua đó cũng vậy ở chứ. Ở Sài Gòn thì món tất cả các tỉnh đều có. Nhưng mà em đặc biệt là em đến Hà Nội á thì rất ít món đặc thù ở Sài Gòn. Mà nếu có thì cái khẩu vị nó cũng khác như thế này. Mà sanh suôn sẻ rồi còn chuyện nuôi thì thế nào? Vất vả. Dạ đúng là vất vả. Cái bé đầu tiên là em nuôi con bằng sữa mẹ. Thì em đọc trong cái hội sữa mẹ, em thấy là mọi người bảo là người thì phải nuôi con bằng sữa người, không nuôi con bằng sữa bò này nọ. Mọi người rất là đả kích cái chuyện đó. Thì em rất là bị áp lực. Hồi lúc đó là em không biết là có máy hút sữa. Em phải hút bằng tay. Cái đó khó. Xong, làm lắm. Dạ mà đau nữa. Tư thế cho bú em cũng không biết luôn, nó cứ bị chệch qua chệch lại mà bé không bú được. Tại vì do mình chưa có cái cảm giác mẹ và con cho bú như nào á. Rồi mỗi lần mà em hút sữa em bị ghi lại là bao nhiêu, bé bỏ bao nhiêu. Rồi ngày nào mà con bú thiếu á, em rất là căng thẳng. Tại vì mình không có sữa đủ cho con á. Tại vì cơ địa của em là rất là sữa. Em cứ hút sữa, hút sữa. Và hôm hả ngồi khóc thì chồng em mới bảo là nếu mà không có sữa thì cho con bú sữa công thức thôi, không có vấn đề gì hết. Dạ thế là khi nào mà bé thiếu sữa thì em lại dặm sữa công thức cho bé. Bắt đầu tâm lý thoải mái thì em mới duy trì sữa được. Đúng rồi, em sinh mổ mà em có rất là nhiều sữa luôn. Đó là tại vì em uống nước đinh lăng á chị. Mình trước chị có nghe thành chỉ đó. Ai đó thì nhưng mà thật sự là em uống xong cái hả trời sữa quá cho sữa. Lúc đó là con em đang gửi ở trên chỗ dưỡng nhi tại vì bị vàng da á chị, mà hả một ngày em lên gửi sữa 8-9 lần gì đó. Chị y tá nói là trời mẹ của bé này sao mà nhiều sữa quá vậy, lúc nào cũng lên đây bình gì mà vắt không kịp luôn. Chị uống trà lợi sữa đủ thuốc cách luôn. Nhưng mà không uống đinh lăng. Dạ chưa uống đinh lăng. Bây giờ nghe kinh nghiệm của Thanh nè.
Vậy là không phải sinh thường là nhiều sữa hả chị ha? Phượng giờ nói là có khi cơ địa của mình nữa. Yeah. Chứ còn nếu mà nói về tinh thần, đầu nãy giờ chị nghe thì thấy rất là thoải mái, không có vấn đề gì hết. Không, bây giờ thì em thoải mái, lúc đó em không thoải mái. Em căng thẳng chuyện hả? Gì? Mẹ rất là dồi dào sữa, sao mình to cao khỏe mạnh như vậy, mình sinh thường mà mình lại ít sữa. Là mình cứ tự trách bản thân mình đó. Dạ. Em rất là stress trong chuyện là căng thẳng sữa. Đó. Chị tự không có mình. Sữa. Tự trách cho nên là mới khiến cho mình bị lo lắng xong mà mất sữa là vậy. Cho nên tụi chị hay nói đùa là nếu mà mình căng đầu thì ngực nó không căng. Đầu nó thả lỏng ra ngực nó mới căng. Bé đầu tiên là em stress nhất. Tại vì em không hình dung ra được là mình phải thức đêm, mình cho bú như nào. Em không nghĩ là tại sao nhỏ vậy mà bú nhiều vậy. Cứ 1-2 tiếng là nó e e lên nó đòi bú. Nhưng hiện giờ thì có ai phụ em chăm sóc ba đứa trẻ thì thỉnh thoảng thì chồng em sẽ vào. Còn nếu mà anh đi bay thì có bà ngoại. Khoan ngừng lại, chị phục em quá à. Thỉnh thoảng thì chồng em sẽ vào, nói rất là bình thản. Sao hay vậy? Chị không buồn vì cái điều đó hả chị? Có. Nhiều khi con chị rất là thích chơi với bố. Khi mà chị nhìn hai bố con chơi với nhau á thì mình cứ cảm thấy thấy rất là xúc động. Mỗi lần bố đi xa thì có cái hội gì trong trường hay là gì đó là không có mặt bố thì mẹ phải ở bên cạnh con. Vậy rồi những lúc mà chồng vào thì em giao luôn cho chồng hay là phân công nhau? Dạ chồng em đùa một cái là chăm con rất giỏi. Chắc là cũng một phần là nhớ con, xong rồi một phần là khi mà gặp con thì là dành làm hết của vợ. Nhờ tắm rửa ăn uống gì chồng chăm hết, chồng làm hết. Em thật sự thắc mắc một điều, như là chồng chị đang làm ở trong một cái ngành gọi là rất là nhiều gái đẹp xung quanh. Người ta đã lo, người ta tăng cân quá nhiều còn khơi gợi nỗi niềm của người ta. Em lo cho bản thân của em ấy. Còn chồng em thì nói chung là ảnh không có quan tâm vợ vợ mập hay là vợ lúc nào vợ cũng xinh đẹp. Nhưng mà bản thân của em tự thấy em không chấp nhận được. Em có nói chuyện đó với ảnh không? Có, lúc nào em cũng hay nói lắm. Em hay nói là vợ bây giờ vợ mập như vậy rồi, vợ giống như tàn rồi, không có còn như là hồi trước nữa. Thì chồng thấy sao, chồng có còn thương hay là này nọ không, thì chồng em không quan tâm. Ủa vậy là chuyện mà vợ chồng chị ấy nhau á thì nó cũng bị hạn chế luôn á? Hay là đúng như là khi chồng chị về là vẫn bình thường luôn hả? Cái bé đầu tiên thì là em chăm bé mệt đó chị, nên là tối hai vợ chồng chị ngủ thôi. Thì bé thứ hai nó hết nhu cầu luôn. Dạ đúng rồi, không có nhu cầu gì hết. Mà lúc đó hai vợ chồng ở gần nhau, tại vì em sinh bé ngoài Hà Nội. Bé thứ hai em vào Sài Gòn thì hai vợ chồng xa nhau, nên mỗi lần gần nhau thì lại cảm thấy vui vẻ, happy. Không còn bị như bé đầu tiên. Vậy là không bí nhỉ? Quyết là phải xa nhau xíu. Em thấy nãy giờ chị nói chuyện giọng chị rất là nhẹ nhàng, em thấy chị rất là hiền từ luôn, như là chị không bao giờ chửi con, đánh con luôn á. Mỗi lần chị cho con ăn dặm có gặp khó khăn gì không? Dạ có. Bé đầu tiên là em có rất là nhiều thời gian để mà có thể chuẩn bị đồ ăn cho bé, thì em có đọc sách ăn dặm kiểu Nhật, rồi ăn dặm bé tự chỉ huy, rồi ăn dặm truyền thống. Thì em thích nhất là ăn dặm kiểu Nhật thì em mới áp dụng cho bé đầu tiên. Bé rất là hợp tác. Sang bé thứ hai thì em vẫn tiếp tục áp dụng vậy nhưng mà bé không hiệu quả nữa. Dạ đúng rồi, bé không thích ăn dặm kiểu Nhật và bé chỉ thích ăn bóc thôi ạ. Sau đó em mới suy nghĩ ra là cái bé đầu tiên nó rất là sợ dơ, phải ăn bằng muỗng, nó phải rất có là người đút. Dạ đúng rồi, nó rất là sợ dơ. Bé thứ hai thì là không sợ dơ, nó rất thích chay chét. Rồi mỗi lần ăn xong là như một bạn chiến trường rồi, nó tự ăn mà. Hai bé hoàn toàn khác nhau về chuyện ăn dặm luôn. Em rút được một kinh nghiệm là mình sẽ tùy vào tính cách của con. Nếu mà không được kiểu này là mình sẽ đổi thành kiểu vậy khác. Là em đã trang bị một số kiểu đáng kể đúng không? Thật ra thì em cũng đang ở trong cái giai đoạn gọi là cho con ăn dặm đó. Bột ngọt xong tới bột mặn đúng không chị? Xong rồi tới mua đồ tươi về làm cháo, xoay cháo không chị? Hồi đó em đã mua một cái máy để làm đồ ăn dặm luôn rồi, nhưng mà em không biết làm từ cái gì thôi, không biết làm từ cái gì thôi. Xay cháo là em bỏ vô máy sinh tố em xay luôn á hả? Dạ. Thôi đừng có xay như vậy Phượng, đúng không? Em sẽ làm như thế nào? Em không xay, em chỉ nấu cho nó như gạo ra. Từ gạo nhừ ra, rau củ quả thì nghiền ra chị, nó vẫn còn hơi lợn cợn. Đúng rồi. Chị á thì chị sử dụng cái rây á. Dạ, cái rây á mình rây qua thì nó vẫn còn lợn cợn mà lại không hóc cho bé. Em xay như sinh tố, mỗi con mất cái phản xạ nhai và cảm nhận thức ăn trong miệng. Là mốt lên chị biết nuốt hả chị? Đúng rồi. Chị khi từ khi nào chị phát hiện ra con chị thích cầm mốc ăn vậy chị? Tại em thấy con em nó cũng tới là nó tự thả miệng ra đút 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 vô miệng. Khi mà chị cho nó ăn cháo nó không ăn nữa, nó nhất định không ăn. Thì chị mới
thảy bánh cho nó, bánh ăn dặm á em. Yeah. Xong rồi rau củ quả luộc lên mềm mềm á chị, cứ hoặc là đùi gà gì đó, cứ thảy cho nó là nó cứ cầm nó ăn, nó cầm nó ăn. Dạ. Cho đến tận bây giờ vẫn tự ăn như vậy, vẫn tự múc ăn. Cũng có một biểu hiện nữa Thanh, là bé hay giật cái muỗng á, thích được đút thì nó cứ há miệng, thì có những bé là khi em đưa muỗng tới thì nó sẽ giật cái muỗng đó, nó gị, nó tự đút vô miệng nó. Ồ dạ dạ, ủa em đã có thêm một kinh nghiệm mới. Ủa để giờ em thử con giật cái muỗng của em không nha. Nhà chồng chị là ngoài Bắc. Đúng chị, thì chị có cảm thấy là cái chuyện mà chăm con giữa miền Bắc và miền Nam nó có gì khác nhau không? Cũng theo nhiều. Ở ngoài đó thì lợi sữa đó chị muốn muốn ăn đó, thì người ta hay ăn chân chó, chân dê. Em nghe em sợ lắm. Với lại ăn móng giò để lợi sữa. Em từ tối giờ em không bao giờ biết ăn móng giò, không ăn mỡ. Hồi trước mẹ chồng em hay nấu cháo móng giò cho em ăn, thì em hay nhờ chồng em ăn. Em ăn cháo, chồng ăn móng giò. Dạ đúng rồi, em không biết ăn. Về đây mẹ em thì bà ngoại thì rất là thoải mái. Bà ngoại không kiêng cái gì hết. Em vẫn tắm rửa gội đầu. Ủa là chị chỉ quanh quẩn ở nhà, chị không thấy buồn chán gì hết luôn á chị. Thanh có tin là một năm á, chị chỉ đi ra ngoài ăn uống cà phê với bạn chị tầm 2-3 lần thôi. Có thể mấy tháng trời liên tục em không hề đi đâu với lại bạn bè em. Em chỉ ở nhà, và nếu có đi là em sẽ đi với con em, cho con đi chơi này nọ. Đó, xong rồi mỗi lần mà em mà bảo là anh ơi em đi cà phê với bạn nha, chồng đi 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 đi, chồng em rất là sợ em ở nhà và em bị cái gì đó. Nhưng mà do em nghiện con á, chứ không phải là em cũng đâu bức bối dạ, gì đâu. Em nghiện con á là em cũng không muốn con xa mẹ quá lâu. Dạ. Đi đâu á tầm 2-3 tiếng em lại về.